Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với GC Channel. Không cần nói cũng biết, lại là chuyên mục vắt giữa các mảng vụ trong Valorant đây anh em. Nhân vật chính ngày hôm nay sẽ là một duelist nhé, mang trong mình sức mạnh của Pikachu, nhưng mà màu xanh. Đặc vụ này sẽ là một quân bài vô cùng khó chịu dành cho anh em trong những tình huống entry mở giao tranh. Nói đến đây thì anh em cũng biết mình nhắc đến agent nào rồi đúng không? Vâng, không ai khác, đó chính là siêu nhân điện quang của Valorant, Neon. Với tốc độ nổi trội của bản thân, Neon thường lao lên phía trước để tấn công kẻ địch khi chúng chưa kịp trở tay. Nhờ đó, nữ đặc vụ này sẽ được yêu thích với những anh em có lối chơi mạo hiểm và táo bạo. Để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngay thôi. Neon được nhà phát triển game giới thiệu là một cô nàng có tốc độ di chuyển chóng mặt. Bộ kỹ năng giúp đặc vụ này tạo bất ngờ và khả năng gây choáng đáng gờm ở trong game. Với tốc độ kinh hoàng cho phép Neon lao vào trực diện trận chiến và đoạt mạng của đối phương một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu anh em mới chơi, chưa sử dụng thành thạo đặc vụ này sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Điển hình là việc không làm chủ được năng lượng điện của mình mà lao vào đối phương. Đối với những cao thủ chơi Neon thì họ luôn biết cách canh thời gian, kiểm soát năng lượng để đảm bảo lao vào, hạ gục đối thủ nhưng vẫn thoát khỏi giao tranh một cách an toàn. Theo như Riot giới thiệu thì Neon đến từ Philippines, sở hữu mái tóc ngang vai màu xanh điện với những vệt màu vàng trong suốt và để kiểu tóc thắt bím nửa đầu. Cô nàng đeo một chiếc thắt lưng và một chiếc vòng vàng trên mỗi cánh tay. Khi sử dụng sức mạnh bức xạ của mình để truyền điện qua cơ thể, các hoa văn trên cánh tay, khuôn mặt cũng như đôi mắt của cô nàng này phát sáng màu xanh lam nhạt cùng với mái tóc dựng đứng do dòng điện. Như mình đã đề cập ở trên, Neon là một vị agent về tốc độ và khả năng điều khiển điện theo ý thích của bản thân. Tuy nhiên, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng sạc điện của cô nàng này và thanh năng lượng này tăng lên theo thời gian. Không lôi thôi nữa, chúng mình cùng đi thẳng luôn vào bộ kỹ năng của Neon nào. Chiêu quy, tia chớp này. Bấm quy, Neon tạo ra một luồng điện Radiant Knight từ lòng bàn tay của mình. Vụ nổ điện này tạo ra một trường tĩnh điện ngắn và gây ra một cú sốc dữ dội lên bất cứ ai trong phạm vi ảnh hưởng. Giải thích một cách đơn giản thì đây là kỹ năng mang hơi hướng của một Initiator. Khi thi triển, lập tức Neon sẽ ném ra một quả cầu điện. Quả cầu sẽ bật thêm một lần sau khi va chạm vào địa hình, tạo nên hai vùng từ trường. Những khu vực đó sẽ phát nổ sau khoảng 1 giây và gây choáng trong vòng 3 giây. Neon sẽ được mua tối đa 2 quả choáng mỗi round. Giá của chúng cũng tương đối rẻ, chỉ có 200 credit mỗi trái. Có thể nói, đây là một công cụ mở giao tranh cực kỳ hiệu quả. Chiêu E, High Gear. Đây là kỹ năng đặc trưng của đặc vụ người Philippines. Neon sẽ tiến vào trạng thái High Gear sau khi kích hoạt kỹ năng. Việc này sẽ giúp cô nàng tăng tốc độ di chuyển của bản thân lên một cách đáng sợ. Nhưng mặt khác, Neon sẽ không thể sử dụng súng khi đang ở trong trạng thái này. Khi sử dụng High Gear, anh em có thể bấm chuột trái để lướt một khoảng ngắn và thoát khỏi trạng thái này. Kỹ năng này sẽ đi kèm cùng với một thanh năng lượng. Tương tự như Viper, cô nàng Pikachu màu xanh này cũng có thể sạc lại nó nếu không sử dụng. Tuy nhiên, khi Neon có được 2 điểm hạ gục, thanh năng lượng sẽ tự động hồi đầy cùng với cái lướt của mình. Chiêu C, năng lượng cao thế. Kỹ năng C của Neon là năng lượng cao thế và có giá 300 credit. Khi kích hoạt, Neon dựng hai bức tường lửa siêu dài ở hai bên. Theo như mình nhớ không nhầm thì trước khi chỉnh sửa, nếu kẻ địch đẩy qua tường sẽ nhận lượng sát thương là 30 HP một giây. Nhưng bây giờ bức tường này chỉ có một chức năng duy nhất là chặn tầm nhìn của đối thủ mà thôi. Thời gian tồn tại của năng lượng cao thế là 6 giây. Kỹ năng này sẽ giúp Neon có một con đường chống trải để tấn công hoặc retake an toàn hơn. Ngoài ra, kỹ năng này cũng sẽ là một cách hiệu quả để hạn chế cũng như khép góc tầm nhìn của địch. Mà anh em có thể hiểu đơn giản hơn nữa là chiêu thức này giống với tường lửa của Phoenix nhưng mà xịn hơn vì nó có tận 2 lớp. À quên, tường này chỉ chạy thẳng chứ không uốn lượn tổ lái được anh em nhé. Chiêu cuối, quá tải. Quá tải là tên chiêu cuối của Neon. Khi kích hoạt, cô nàng lập tức hồi đầy năng lượng và tiến vào trạng thái High Gear. Neon giải phóng tất cả năng lượng điện tích Radiant Knight dư thừa mà cô nàng này đã tích trữ trong hộp pin đeo sau lưng. Dòng điện cao thế chạy qua cơ thể cô ấy vượt mức có thể kiểm soát được. Neon truyền tất cả dòng điện tích cao thế này vào các đầu ngón tay của mình. Sau đó đẩy nó ra ngoài dưới dạng tia sét Radiant Knight có thể gây sốc điện lên bất kỳ ai mà nó tiếp xúc. Nếu Ultimate của Jett chỉ là 5 chiếc phi dao thì với Neon, vũ khí của cô sẽ là luồng điện gây sát thương vào khoảng 20-30 HP trong một lần bắn và 54 sát thương nếu anh em giật được tung đầu đối thủ. Kỹ năng này sẽ kết thúc ngay khi cạn thành năng lượng. Một điểm đặc biệt của Overdrive là độ giật của luồng điện gần như bằng không hoặc sẽ giật một chút nếu nhảy lên. Thanh năng lượng của Neon sẽ hồi lại 20 điểm với mỗi mạng hạ gục.
sở hữu một pick rate có thể nói là khá tệ, mà cụ thể ở đây là vào khoảng gần 5%. Có thể nói Neon đang là duelist được xếp vào hàng cho cũng không thèm động vào trong metagame hiện tại. Và tất nhiên, trung mâm cùng với cô nàng đến từ Đông Nam Á này sẽ là những anh tài bao gồm Phoenix, Yoru và Reyna. Nếu xét về sự cơ động thì như anh em thấy, Neon không hề thua kém bất kỳ một duelist nào trong Valorant. Với bức tường và khả năng tăng tốc một cách đáng gờm, có vẻ chỉ từng đấy là chưa đủ để Neon níu chân người chơi lẫn các tuyển thủ chuyên nghiệp. Metagame hiện tại đang khá là ưa chuộng những đặc vụ duelist có khả năng bay nhảy để tránh những setup bẫy của Sentinel, thì có thể nói các agent đi bộ như là Neon quả thực không có cửa. Thêm nữa là khả năng sủi của Neon sau những lần first pick quả thực là có nhanh đấy, nhưng đối với những ông tay to thì với nhiêu đó tốc độ thôi thì vẫn là quá chậm. Chỉ riêng so về việc có mạng xong sủi thôi thì agent xếp ngay bên dưới Neon là Reyna vẫn được các tuyển thủ chuyên nghiệp đánh giá cao hơn một bậc. Cuối cùng là việc Neon là một agent có lối chơi khá đột biến, nhưng mà ở trong môi trường chuyên nghiệp, nơi mà sự kỷ luật đặt lên hàng đầu, thì anh em thử nghĩ mà xem, làm gì có ông in-game leader nào để cho người chơi duelist thích làm gì thì làm, đúng không? Trong các trận đấu Valorant, với bộ kỹ năng nhảy nhót như ngựa của mình, Neon chính là một quân bài duelist khá phù hợp cho những anh em thích lối chơi hổ báo trường mẫu giáo. Và sau đây chính là những map đấu phù hợp nhất với Neon. Một trong những bản đồ Valorant phù hợp nhất dành cho Neon chính là Fracture. Những góc hẹp của bản đồ khiến đặc vụ này trở thành mối đe dọa lớn với tất cả bộ kỹ năng của mình. Neon có thể sử dụng stun của bản thân để có thể check góc và lao thẳng vào bom sai rồi tự làm tự ăn. Neon cũng là một quân bài để bào đi tài nguyên của đối phương. Nếu đối thủ mà bị ăn choáng, họ sẽ có hai sự lựa chọn. Một là phải trả đồ trong hoảng loạn để thoát thân. Hai là cũng trong sự hoảng loạn đó, đối phương sẽ bắn tùm lum như một chấn bé đủ và chờ đợi Neon đến hạ gục một cách dễ dàng. Nói thật, ngoài Fracture là quả map mà mình thấy Neon có khả năng phát huy tối đa được sức mạnh của bản thân, thì những bản đồ còn lại khá khó để lựa chọn. Theo mình thấy thì anh em có thể sử dụng Neon tại Lotus. Theo mình thấy, ba khả năng của Neon đều có thể phát huy khá tốt trên bản đồ này. Chiêu cuối của Neon, quá tải, thực sự rất đáng sợ. Đặc vụ này sẽ di chuyển cực nhanh và có thể bắn tia điện, trong khi di chuyển với độ chính xác cực cao. Và điều này sẽ khiến Neon rất khó bị theo dõi, và gần như không thể bị đánh bại trong tình huống 1-1. Neon sở hữu một bộ kỹ năng có thể nói là khá độc đáo trong Valorant. Cô nàng này có thể vượt qua hầu hết các đặc vụ khác và là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi thích xông pha và đoạt mạng đối phương. Nhưng có một số điều mà anh em cần cân nhắc khi sử dụng agent này. Chiêu C, năng lượng cao thế, tạo ra một con đường không chỉ cho Neon mà cả đồng đội của cô ấy, giúp che chắn tầm nhìn khá tốt, đặc biệt là ở những khu vực trống trải. Anh em nên nhớ rằng tấm màn che này không chống đạn giữa các bức tường và kẻ thù vẫn có thể bắn chúng nếu họ ăn may. Anh em có thể kết hợp khả năng của năng lượng cao thế với tốc độ của High Gear để có thể hạ gục đối phương trong vài nốt nhạc. Neon có thể đặt các bức tường của mình và chạy xuyên qua chúng để tấn công các vị trí của kẻ thù, hoặc nhanh chóng tiến vào một địa điểm trọng yếu của kẻ địch và kết liễu đối phương. Khả năng High Gear cũng giúp anh em dễ dàng luân chuyển giữa các vị trí, cho phép Neon hỗ trợ đồng đội một cách hiệu quả. Tia chớp này là một kỹ năng tuyệt vời để làm mềm hoặc đánh lạc hướng kẻ thù trước khi tiến vào một khu vực. Hãy nhớ rằng, chiêu thức này truyền điện cho mọi bề mặt mà nó chạm vào. Vì vậy, anh em có thể sử dụng chiêu thức để ép góc vị trí mà kẻ địch đang ẩn nấp. Từ đó, Neon có thể tăng tốc độ tiếp cận đối phương bị choáng và triệt tiêu kẻ địch một cách dễ dàng. Hầu hết các khả năng của Neon đều dành cho các cuộc giao tranh. Vì thế, cứ láo lên mà bắn nhau để thu hút sự quan tâm của đối phương, quấy rối và hạ gục kẻ thù nhé. Chiêu cuối quá tải là một trong những kỹ năng nguy hiểm nhất trong Valorant. Khả năng này gây ra một lượng sát thương đáng kể và có thể tiêu diệt kẻ thù trong vòng vài giây. Những người chơi hàng cao thủ có thể tiêu diệt nguyên cả đội hình nếu có thể sử dụng chiêu cuối này đúng cách. Nhưng Neon vẫn có thể bị hạ gục khi anh em sử dụng chiêu cuối đấy nhá. Vì vậy, việc di chuyển hiệu quả là cực quan trọng trong quá trình sử dụng kỹ năng này. Có thể thấy, bộ kỹ năng của Neon không quá phức tạp và rất dễ làm quen. Đặc vụ này phù hợp với tất cả những người chơi rank cao lẫn rank thấp. Tất cả các kỹ năng đều được kích hoạt một cách nhanh chóng và không tốn thời gian chờ. Điều này sẽ giúp Neon trở thành một đặc vụ mang độ cơ động cao. Trên đây là tất cả những gì anh em cần biết về đặc vụ Neon. Trong video tiếp theo, anh em muốn chúng mình làm về agent nào? Hãy comment xuống phía bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe, cũng như bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.